bạn đang hoang mang không biết chọn ngành nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Hello, chào cả nhà, mình là Issa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spider Room. Và có vẻ như là khá là nhiều bạn thích những chủ đề về tâm lý học. Thế nên là hôm nay chúng mình hãy cùng tác giả Trey tổng hợp lại một số hiện tượng tâm lý cực kỳ thú vị nhé. Thứ nhất là hiện tượng Inception, hay sự giao thoa giữa thực tại và giấc mơ. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh giấc mơ của người khác khi họ đang mơ. Có một điều mà não bạn hay làm một cách khá thường xuyên là làm cho các tác động bên ngoài ở thực tại xảy ra trong giấc mơ. Bạn cứ thử té nước vào một người đang ngủ rồi khiến cho người ta tỉnh giấc mà xem. Hãy thử hỏi xem là anh ta đã gặp gì ở trong giấc mơ. Thường thì trong mơ sẽ không đơn giản chỉ là té nước một cách nhẹ nhàng thôi đâu. Hiệu ứng này đã truyền cảm hứng cho một phân cảnh trong Inception, khi mà Cope đang ngủ thì bị dìm vào một bồn tắm đầy nước, và trong thế giới giấc mơ, nước tràn qua cửa sổ của tòa nhà đánh thức anh dậy. Ông Fred Murray đã từng kể ở trong cuốn Giấc ngủ và giấc mơ của mình rằng một thanh gỗ rơi vào cổ mình lúc ngủ thì trở thành một cái máy chém trong mơ, và ông đã tỉnh dậy ngay lập tức. Điều này có liên quan đến Fred ở trong giải mã giấc mơ. Ngay cả âm thanh xung quanh thực tại cũng tìm cách len lỏi vào trong giấc mơ của chúng ta. Một cách lạc quan nhất, bạn có thể đưa các nhân vật vào trong giấc mơ bằng cách nói tên nhân vật đó khi ai đó đang ngủ. Thứ hai, đó là hiệu ứng người ngoài cuộc. Có thể là bạn muốn tin rằng nếu như bạn đang bị tai nạn hay là đang cần cấp cứu, bạn sẽ có cơ hội được cứu nếu như đang ở một nơi đông người. Nhưng có vô số các thí nghiệm và sự kiện đã chứng minh điều ngược lại. Số lượng người quan sát càng nhiều thì càng có ít người muốn giúp bạn. Nguyên nhân là do một hiện tượng có tên là sự phân tán trách nhiệm, hay còn gọi là cha chung thì không ai khóc. Một người sẽ có khả năng ít nhận trách nhiệm hơn khi mà có sự hiện diện của nhiều người khác. Nếu bạn đã từng làm đồ án nhóm ở trên trường, có lẽ bạn sẽ trải nghiệm điều này đầu tiên. Gần như là luôn sẽ có một anh hoặc một chị nào đó sẽ từ chối đóng góp cho dự án cho đến khi mọi thứ kết thúc. Một ví dụ còn đen tối hơn cho hiện tượng này, đó chính là động lực nhóm trong một vụ hiếp dâm tập thể. Những yếu tố như là sự phân tán trách nhiệm, sự biến mất của cá nhân trong nhóm và người làm mẫu, tất cả có thể áp dụng làm động lực cho một vụ hiếp dâm tập thể. Và không ai trong số đó tin rằng người đó sẽ phải chịu trách nhiệm một mình khi sự việc tàn nhẫn đó xảy ra. Thứ ba, đó chính là hiệu ứng tiệc cocktail. Ngay cả khi ở một nơi đông đúc và ồn ào, nếu ai đó gọi tên bạn, bạn có thể điều chỉnh các tiếng động khác mà tập trung vào giọng nói đó. Hiệu ứng này có thể đúng khi mà một số thông tin nào đó có thể quan trọng đối với chúng ta. Điều này đã làm thay đổi cách suy nghĩ của các nhà tâm lý học về nguồn âm truyền vào tai người nghe và sự chú ý. Vậy thì chúng ta nghe thấy tất cả mọi thứ trước, sau đó mới lọc ra những thứ cần thiết? Hay là chúng ta sẽ lọc những nguồn được cho là vô dụng xảy ra trước, rồi mới nghe thấy mọi thứ? Câu chuyện này có vẻ khá là gây tò mò nhỉ? Và hiệu ứng này cũng dẫn đến các quan niệm về loại hình chú ý, một lĩnh vực rất quan trọng trong tâm lý học. Hy vọng là các bạn sẽ thích nội dung lần này. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chút nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Issa, xin chào và hẹn gặp lại.